Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cây linh sam song hình nha. Đó, cái cây này giá 350k bao ship toàn quốc nha. Bonsai 2235. 36 chứ, một cây linh sam 350k. Đây cái gốc của nó đây nè, nó bự dữ lắm nha quý vị. Cái gốc trà bá lửa nha. Cái gốc nó lớn hơn chai trà xanh luôn nha. Đó. Chiều cao của nó từ dưới cao lên là 2 tấc 2. 3 tấc rưỡi. Cây này nội một cái thùng 50 tiền cước nữa, 50-60 ngàn, đó là hơn 100 ngàn của tôi nha, 100 đến 100 mấy rồi nha. Đó, bán cây này 350, tôi chỉ còn được khoảng 230 ngàn thôi, 230-240 thôi, là trừ chi phí ra lời chắc cũng được 30 ngàn nha. Đó, cái tàn nó đây. Đó, cành nhánh uống đầy đủ hết trơn luôn rồi nha quý vị. Đó, xương chi rồi đầy đủ hết trơn, không thiếu gì trơn nha. Đó, rồi thôi vậy đi, trời sắp mưa rồi, ổng gầm đùng 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 rồi, quay lẹ lên nha quý vị ơi. Đó, đế của nó đó nha. Rồi 350k bao ship toàn quốc, xuống luôn đi bây ơi.